Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Converter. Chắc hẳn là một số bạn đã xem MV rồi thì đây chính là góc gamer. Thông thường thì trong giờ làm đương nhiên mình phải làm việc rồi, tất nhiên sẽ đến giờ trưa mình cần nghỉ trưa và đến lúc về nữa, hoặc đôi khi mình làm thêm cả chủ nhật nữa, thì trong cái khoảng thời gian rảnh mình giải trí bằng màn hình 24 inch đằng sau lưng mình thôi. Thế nhưng mà mình cảm thấy vẫn thiếu thiếu một cái gì đó, bởi vì nếu như mình sử dụng một mình thôi thì không có vấn đề gì cả. Thế nhưng nếu như sẽ có một người nào đó, một anh quay phim và một bạn nữa ngồi cạnh mình, tức là ba người mà xem một nội dung trên màn hình 24 inch thì có vẻ như là hơi bé. Vì thế mình đã quyết định sắm một em ViewSonic, một em ViewSonic cực kỳ đặc biệt. Đây, mình sẽ mang em nó lên. Đây, các bạn nhìn trông giống một cái bộ mini PC, nhưng thực tế không phải. Đây là một máy chiếu cầm tay có tên gọi là ViewSonic M1. Tên rất đơn giản thôi, M1. Thì đây là cái phần vỏ hộp của em nó. Mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về phần phụ kiện. Thực tế ra thì bên trong vỏ hộp các bạn sẽ có, đương nhiên phải có máy chiếu rồi. Tiếp theo nữa, về phần phụ kiện các bạn sẽ có thêm cả nguồn nữa. Đây, một chút nữa mình sẽ lấy nguồn cho các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem phần máy chiếu sau. Mình sẽ cho bạn xem nguồn trước. Đây, mở ra thì trông kiểu đơn giản lắm. Máy chiếu mình vừa bỏ ra rồi. Đây là một dây kết nối và một cục nguồn theo kèm. Ở đây mình đang nhìn thấy là 19 x 3, là nói chung là loanh quanh khoảng chừng 70W đấy. Đấy, tầm đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phần nhân vật chính của chúng ta, đó chính là phần máy chiếu. Đây là em nó, đây là máy chiếu đấy, trông giống một quyển sổ. Ở đây thì mình đang có ba cái ổ cứng và cái độ dày của ba ổ cứng thì bằng cái máy chiếu, khít luôn cái máy chiếu, và tất nhiên nó sẽ toàn một chút. Thì miêu tả một chút về phần ngoại hình thì ở đây tông màu sẽ là tông màu màu xám. Đằng trước có rất nhiều các lỗ thoát khí. Cái lỗ này thì ở đằng sau các bạn sẽ có cái quạt nữa, và đằng trước đây là hệ thống loa. Máy chiếu đương nhiên phải có loa rồi để các bạn có thể giải trí được mà, và loa được tinh chỉnh bởi Harman Kardon cho chất lượng tương đối tốt. Thì ở phần cạnh đây các bạn sẽ có một cái núm này sẽ có tác dụng là các bạn điều chỉnh được cái tiêu cự để giúp cho bạn lấy nét được. Bạn để máy chiếu ở xa hay là ở gần thì vặn bằng cái núm ở đây, thì khi đấy các bạn sẽ có hình ảnh nét theo ý thích. Và khi bạn rút ra cái tấm này ra, ở đây có chữ ViewSonic này, các bạn chỉ cần rút mạnh tay ra một chút thôi thì sẽ có toàn bộ các cổng kết nối. Thì cổng kết nối theo như mình nhìn thấy ở đây sẽ bao gồm một cổng micro SD, một cổng nguồn 19V, USB Type-C, HDMI, một jack tai nghe này, một đầu USB Type-A. Thế rồi, chỉ có thế thôi, gần như thế là hơi nhiều so với mẫu máy chiếu cầm tay. Và cái cách sử dụng cũng rất đơn giản. Thông thường thì máy chiếu to các bạn phải cầm điều khiển, bấm điều khiển, nói chung là tương đối là khó khăn một chút. Thì đối với máy chiếu ViewSonic M1 này hiện tại đang tắt, các bạn chỉ cần mở ra, đây chỉ cần hơi mở ra một chút thôi và đợi một khoảng thời gian rất ngắn thì khi đấy máy chiếu sẽ tự động khởi động. Đây các bạn nhìn rồi, mình không chiếu thẳng vào camera được, các bạn có thể nhìn thấy đây, máy chiếu tự động khởi động rồi. Và khi mình đặt lên trên bàn hay là mình để vào đâu đó, mình không chiếu bất kỳ một nội dung nào cả, thì khi đấy máy chiếu sẽ tự động tắt. Đây, khi mình chiếu vào, các bạn thấy tiếng quạt bắt đầu hú đấy. Đây, đấy, như các bạn đã nhìn thấy ở đằng sau đây, đây là phần nội dung khi mình chiếu lên. Hiện tại thì đây để mình điều chỉnh trực tiếp bằng tay luôn. Đây, đấy, các bạn nhìn thấy không? Nét rồi, không biết các bạn nhìn được không, nhưng mà nét. Đấy, các bạn có điều chỉnh xa gần thì nếu ý thích. Nhưng mà thôi, chút nữa thì mình sẽ sang một cái phòng rộng hơn và mình sẽ test cụ thể cho các bạn. Nếu như bạn nào mà sử dụng đặt cái máy chiếu ở đây mà các bạn lo lắng kiểu để máy chiếu một thời gian dài sẽ bị tốn pin và sẽ gọi là hết pin trong lúc các bạn không sử dụng, thì các bạn cũng đừng lo lắng. Nếu như các bạn không cắm thêm cái thiết bị vào và không trình chiếu bất cứ một cái gì thì máy chiếu các bạn sẽ tự tắt sau một khoảng thời gian. Khoảng thời gian như nào các bạn có thể cài đặt được. Và một cách đơn giản hơn, các bạn chỉ cần che lại một lúc thôi là máy chiếu sẽ lập tức tự tắt. Nói chung là tương đối nhanh. Ở đây là cái phần chữ ViewSonic và đây là cái phần phi cao su rồi. Và khi nhìn ra mặt sau, ở phần mặt sau các bạn sẽ có tổng cộng là 4 nút, bao gồm một nút nguồn, đương nhiên phím Enter luôn, hai nút cộng trừ thì giống nút điều hướng và nút back. Và các bạn sẽ nhìn thấy được ở đây là 5 cái đèn báo. Thì 5 đèn báo này tượng trưng cho cái thời lượng pin của sản phẩm ViewSonic M1 này. Nếu như còn full vạch thì đương nhiên phải còn tụt bao nhiêu thì cái đấy là tùy nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi. Rồi, còn đằng sau nữa, lật dưới cùng các bạn sẽ có một lỗ. Thì đối với cái lỗ này thì các bạn sẽ có thể cắm vào các tripod để sử dụng sao tùy theo mục đích cá nhân thôi. Nếu như các bạn mà mang ra những hội thảo lớn một chút, như kiểu là cái sân trường chẳng hạn, mưa trời tối nhá, trời sáng thì chắc chắn là không nhìn được rồi. Trời tối chẳng hạn, các bạn mà không mang theo những, các bạn không muốn cầm tay này hoặc không có bàn nào cả, các bạn chỉ cần thêm một cái tripod cắn vào và đặt nguyên một vị trí giống như thế này. Thế là chúng ta đã có thể theo dõi được rồi, các bạn có thể gạt cái chân này ra đằng sau cũng được, không vấn đề gì cả. Các bạn có thể bật tắt gọi là bằng tay, chạy bằng cơm, bằng cái nút đây. Còn nếu mà muốn tự động thì cắt cái chân này ra, nó tự động sáng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang một cái phòng lớn hơn để xem cái hiệu quả thực tế của máy chiếu ViewSonic M1 như nào nhá. Ok anh em, hiện tại thì mình đã sang một cái phòng họp. Thật ra thì...
Hiện tại mình đã sang một cái phòng họp, thì bây giờ mình sẽ tắt điện đi để trình diễn máy chiếu cho anh em xem. Đầu tiên anh em nên bật máy chiếu lên trước. Đây, anh em đợi một chút. À, đây, đấy, máy chiếu khởi động sẽ có dòng chữ ViewSonic. Đợi một chút mình tắt đèn đi, anh em sẽ nhìn rõ hơn. Đây, khi tắt ra trong khoảng cách theo mình thấy là rơi vào khoảng độ 2.5 mét. Đấy, nhìn rất rõ. Chúng ta có thể bắt nét được đây. Mình sẽ bắt đầu lấy nét này. Đây, anh em chỉ việc xoay cái núm thôi và tìm được cái khoảng nét mà anh em mong muốn. Đây, đây khoảng nét nhất đây. Rồi, chúng ta sẽ phải đợi một khoảng thời gian để máy chiếu có thể khởi động được. Anh em có thể kéo ra hoặc là kéo gần tùy theo ý thích. Theo như mình thấy là trong môi trường ánh sáng gọi là gần như tắt hết điện và có một chút ánh sáng kiểu của mặt trời thôi thì nhìn rất rõ. Và điều khiển thông qua các phím điều hướng đấy. Và mình đã nạp dữ liệu vào trong đầu USB mình cắm vào rồi. Bây giờ mình sẽ bật cho anh em xem. Và phần pin, anh em nhìn ở bên góc bên phải đấy, trên cùng là phần pin. Pin hiện tại thì còn 2 vạch đấy. Ok. Nói chung là phím điều hướng tương đối nhạy, anh em bấm phím chuột trái chuột phải thôi. À, phím cộng trừ ấy, phím cộng trừ. Đây, phải đây. Và mình sẽ bật luôn để anh em nghe là phần loa. Mình sẽ bật loa to nhất trên cái ViewSonic M1. Đấy, loa từ Harman Kardon các bạn. Là một cậu sinh viên, quanh năm mài mông trên trường. Tôi đến khi đi học về cơm nước xong xuôi sách mông lên giường. Và mấy lời ở trên giảng đường, đến bây giờ vẫn còn văng vẳng. Vậy phải tìm một cách làm sao, cho đầu óc bớt căng thẳng. Nên tôi muốn một con PC, có thể dùng khi giải trí. Phục vụ học tập một tí, thì chung quy nó cũng hợp lý. Mà chẳng biết mua ở đâu, để cho nó vừa cái ý. Nhưng mà điều quan trọng nhất thì vẫn phải là vừa cái ví. Còn tôi thì là game thủ, sang chảnh gọi là gamer. Chỉ để chơi là chưa đủ, tôi còn muốn phải được thêm cơ. Bây giờ có quá nhiều game mà tôi muốn được là play. Từ game on, sơ game off, cho đến cả game... Rồi, hiện tại thì mình vừa demo cho anh em một đoạn. Vì cách điều chỉnh thì cũng rất dễ thôi. Anh em có thể dùng phím chuột trái đây, tăng giảm âm lượng này. Ngoài ra nếu như anh em muốn tùy chỉnh sâu hơn thì vẫn là cái phím gọi là cộng trừ thôi. Thì anh em sẽ bấm vào cái nút Enter và bấm cộng trừ. Khi đấy thì sẽ có các chế độ ở đây này. Ở đây thì có tua nhanh này, chuyển sang bài tiếp theo này, tạm dừng tiếp tục này, đấy lùi lại và lùi về sau. Đấy phím âm thanh và đây phần cài đặt. Phần cài đặt thì anh em có thể tùy chỉnh sao cho nó ý thích đây. Hiện tại thì đang có rất nhiều cái như kiểu là màu sắc. Màu sắc nếu anh em cảm thấy màu sắc vẫn chưa ưng ý thì có thể tùy chỉnh. Cái này là tùy theo nhu cầu mỗi người thôi. Mình để cân bằng hết mọi thứ. Rồi thì cách sử dụng đơn giản thế thôi. Và ngoài ra thì mình sẽ mở cho anh em một phần cài đặt nữa. Đây xung quanh thì bộ nhớ trong, tức là bên trong anh em copy dữ liệu ở trong thì không nói. Thẻ microSD này đối với Type-C HDMI để xuất ra. Rồi đến cái phần hình nền chắc không cần đâu. Mình sẽ chú ý với anh em một chút vào phần cài đặt. Ở trong cái phần cài đặt đây sẽ có rất nhiều các chế độ về chế độ hình ảnh, cái tỷ lệ khung hình sao cho phù hợp với máy chiếu này. Ở đây cái điều chỉnh tỷ lệ vuông dọc sao cho nó cân bằng nhất. Đây mình sẽ lắp nhanh nhuyễn chia cài đặt theo ý thích của mình. Đây anh em vào đây, phần âm thanh nữa, phần âm thanh cũng có thể điều chỉnh ở trong phần cài đặt. Các chế độ hiển thị đây, chế độ hiển thị sáng nhất đấy, tiêu chuẩn trong dạp hát và nhạc, cái này thì tùy mỗi người. Ngôn ngữ thì nếu như anh em không thích tiếng Việt thì có thể chuyển sang tiếng của Italy, tiếng của Đức, bất kỳ tiếng nào, kể cả Trung Quốc cũng được. Đây về phần âm lượng này, phần tắt âm, phần cài đặt âm thanh đều có đầy đủ cả. Rồi, vậy thì đấy là phần hướng dẫn nhanh của mình về sản phẩm ViewSonic M1. Anh em có cảm thấy ấn tượng đối với sản phẩm ViewSonic M1 không? Thì hãy để lại ý kiến ở dưới mục bình luận nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.